Vâng, xin chào anh em nha. Hôm nay hình như hiện em mẫu xe là đời Volanos. Con này được sản xuất năm 2000 và được dọn lại là 4 vỏ mới, đồng sơn khá mới ha anh em. Cực kỳ đẹp luôn. Xem lắp cửa. Cực kỳ đẹp luôn, biển số Hà Tĩnh. Xe được lên tem thể thao rất là khá đẹp ha. Mua về là chỉ chạy thôi, đồng sơn cũng thừa rồi. Vỏ mới luôn mà. À, ghế lợp, ghế da lợp lại hết luôn, trần nỉ còn khá đẹp ha. Đây lực điện luôn nha anh em, con này hồi tối mới đi bên đây, đi từ Vinh về. À, của Kiên nè ha, đi từ Vinh về tối nguyên đêm luôn, mới về tối. Cái này mình chào bán với giá tiền là 55 triệu, có bớt chút đỉnh cho anh em nhanh lẹ nha. Bên mình còn rất nhiều xe, anh em nào mới thì alo thử ha. La City này bán giá 120 triệu, vì ở phía sau là 89. Đó, Ninja, xa xa là Ninja, Land City, Ford chết cửa nóc. Đấy, gọi anh em nào mới alo hình 0397026935. Xe này bán ra là bao cho anh em chạy luôn nha. Có nhận giao xe cho anh em ở xa và hỗ trợ tập lái luôn, và trao giao lưu và trao đổi cho anh em. Rồi, anh em nào mới alo anh nha. Xem xe Bến Tre tại cửa hàng xe máy Nguyễn Thịnh. Rồi, cảm ơn anh em rất nhiều.